Theo phòng nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida, trong số gần 58 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, hơn 30 triệu người trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm và khoảng 27 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ngày tổng tuyển cử Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào mùng 5 tháng 11. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới do đài CNN tiến hành và công bố ngày 30 tháng 10 cho thấy, bà Harris đang giành lợi thế trước ông Trump ở hai bang chiến địa then chốt là Wisconsin và Michigan. Cụ thể, Phó Tổng thống Mỹ tạm dẫn trước ông Trump 6 điểm ở Wisconsin và 5 điểm ở Michigan. Hai ứng cử viên hòa nhau ở bang chiến địa Pennsylvania khi cùng giành được tỷ lệ tín nhiệm là 48%.